tình yêu hóa. Thì hôm nay mình có đem tới một bài nhạc. Bài này là một dự án chính của một người anh của mình. Người anh này có tên là Biso. Mọi người có biết bài này là bài gì không ạ? Bài gì á? Bài gì á? Anh cho em xin mời buồn mời vui vậy.